Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hà Nội đặt mục tiêu xóa các điểm ùn tắc trong năm 2021. Đến quý 2 năm 2021, Việt Nam mới có thể cung ứng vaccine COVID-19 ra thị trường. Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi. Lan tỏa phong trào phụ nữ sống xanh ở tỉnh Lâm Đồng. Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai vừa có công điện chỉ đạo các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động các giải pháp chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi. Dự báo trong những ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại dưới 5 độ. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh, như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, chủ động bảo vệ cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thành lập các đoàn công tác với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn về cơ sở kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng, ra soát thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của giá rét để kịp thời hỗ trợ cho người dân theo quy định. Căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương, chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét. Thưa quý vị và các bạn, người khai thác tàu bay phải báo cáo lưu trữ hồ sơ dữ liệu liên quan đến nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay. Đây là nội dung có tại thông tư do Bộ Giao thông Vận tải ban hành mới đây và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Nếu như trước kia, mỗi ngày tại sân bay Nội Bài có 580 chuyến cất hạ cánh, thì đến nay chỉ còn 117 chuyến, sản lượng bay giảm từng ngày. Vì vậy, số máy bay phải nằm lại tại các sân bay phụ cận rất lớn. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hàng đêm tiếp nhận từ 80 đến 90 tàu bay, ảnh hưởng lớn đến việc điều phối vị trí đỗ tàu bay. Cũng không đủ để vượt khỏi sự tác động của dịch Covid-19. Hy vọng những chính sách hỗ trợ của chính phủ kịp thời để các hãng hồi phục và phát triển bền vững. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt là tại các địa bàn vùng núi cao. Để hạn chế những thiệt hại trong chăn nuôi, cơ quan chuyên môn đang cùng với người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc vật nuôi. Xã Tỏa Tình nằm trên đỉnh đèo Pha Đin là một trong những nơi có địa hình cao nhất ở Điện Biên có người dân sinh sống. Do nằm ở địa hình núi cao nên nhiệt độ ở Tỏa Tình xuống thấp. Phụ trách công tác thú y của 7 bản trong xã nên anh Mùa A Chứ đã đến từng hộ chăn nuôi để tuyên truyền vận động và hướng dẫn bà con các biện pháp phòng tránh đói rét cho đàn gia súc. Thú y chúng tôi đã tuyên truyền bà con nhân dân là đến mùa đông là phải chủ động thức ăn dự trữ, ví dụ dơm, rồi là cỏ và phải trên cháo chuồng chạy đảm bảo mà có khả năng là mình sẽ lạnh quá mình có khả năng là đi lấy cháu về đốt để cái chuồng trâu nó ấm lên, không chủ động trước là nó sẽ ảnh hưởng về kinh tế cho người dân. Mùa đông tại các bản vùng cao ở Tỏa Tình thường có khí hậu khắc nghiệt. Vào năm 2016 ở Tỏa Tình cũng đã xuất hiện băng tuyết khiến hàng chục con trâu bò bị chết rét. Bởi vậy ngay khi thời tiết chuyển sang mùa đông, các hộ chăn nuôi trong xã đều chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc nhằm giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra. Chúng tôi cũng đã thực hiện các biện pháp tiêm phòng vaccine cũng như là thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, phun hóa chất tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc. Ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên thường xuyên cập nhật diễn biến không khí lạnh, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Đồng thời tổ chức hướng dẫn bà con củng cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh, tuyên truyền người dân chủ động tích trữ thức ăn tinh và thô, đảm bảo phòng chống đói rét cho đàn gia súc, đưa về nơi trú tránh và không thả rông. Dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Khắc phục khó khăn, nhiều doanh nghiệp ở các khu công nghiệp đã có những giải pháp sáng tạo, từng bước phục hồi sản xuất, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn ICAM Việt Nam, đóng trên địa bàn khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, chuyên sản xuất thiết bị đấu nối, dây cáp điện ô tô, phục vụ xuất khẩu thị trường trong nước và các nước khu vực Đông Nam Á. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ tháng 3 đến tháng 8 vừa qua, đơn đặt hàng của công ty bị giảm tới 40%, có thời điểm giảm tới 70%.
Ba công ty vẫn tạo điều kiện cho chúng tôi đi làm đầy đủ. Tôi cũng thấy rất là may mắn thì vào thời điểm khó khăn thì đã chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có thể có tiền trang trải cho gia đình. Tại dịch Covid xảy ra, đơn hàng đã giảm, tăng ca cũng không còn nhiều như trước, nhưng mà chúng em vẫn sẽ gắn bó với công ty để phục vụ hết mình cho công ty. Khi sản lượng thấp và dây chuyền bị dừng, chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo ngày làm việc bình thường cho nhân viên lao động bằng cách tiến hành 5S vệ sinh, đào tạo lại chất lượng và cải tiến công việc. Và may mắn là công ty tôi cũng có những khách hàng mới. Từ tháng 9 2020 thì đơn hàng của chúng tôi đã được phục hồi, và đặc biệt tháng 11, tháng 12 này đơn hàng đã vượt đến từ 100 đến 120%. Theo số liệu của Cục Thống kê, toàn tỉnh có gần 83% doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch COVID-19, trong đó có tới gần 89% doanh nghiệp lớn, 86% doanh nghiệp vừa, 83% doanh nghiệp nhỏ và trên 80% doanh nghiệp siêu nhỏ bị ảnh hưởng. Khắc phục khó khăn trên cùng với chính sách của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp đã ổn định lại sản xuất và đang tiếp tục tìm hiểu thị trường, khách hàng để ký kết đơn hàng năm 2021. Vaccine do công ty Nanogen sản xuất sẽ phối hợp với Học viện Quân y tiến hành thử nghiệm trên người trong vài tháng tới. Nếu vaccine được sản xuất thành công và an toàn, thì đến quý 2 năm 2022, Việt Nam mới có thể lưu hành trên thị trường. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra mới đây cho biết. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết 4 đơn vị tham gia nghiên cứu và sản xuất vaccine tại Việt Nam bao gồm Vabiotech, Ivac, Polivac, Nanogen. Đến nay đã có công ty Nanogen đã hoàn thành giai đoạn 1 thử nghiệm trên chuột hamster tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và cho kết quả khả quan. 5.000 liều vaccine để thử nghiệm đã được sản xuất và bước đầu được Hội đồng Y Đức, Bộ Y tế đồng ý cho tiến hành thử nghiệm trên người. Bộ trưởng cho biết Học viện Quân y là đơn vị được giao sẽ kêu gọi những người tình nguyện tham gia thử nghiệm vaccine để đánh giá tính an toàn do chưa đủ mẫu lớn để đánh giá tính sinh miễn dịch. Theo Bộ Y tế, nếu vaccine Việt Nam được sản xuất và thử nghiệm an toàn thì đến quý 2 năm 2022 mới có thể lưu hành trên thị trường. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến các ca nhiễm mới tại khu cách ly trong thành phố Hồ Chí Minh. Đến hiện tại, việc lây nhiễm tại đây đã được kiểm soát sau 48 giờ phát hiện ca đầu tiên. Tuy nhiên, cần phải xem xét lại để có các giải pháp thiết thực, hiệu quả không để lặp lại tình trạng tương tự. Quy định trên các chuyến bay phải nghiêm ngặt như trong bệnh viện có người đang mắc COVID-19. Khi về phải cách ly 14 ngày, các cơ sở phải thường xuyên kiểm tra lại. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, sau 14 ngày cách ly tập trung, 14 ngày theo dõi y tế tại địa bàn thì đã có quy định rõ, chính quyền cơ sở là công an, y tế phải nắm rõ, ít nhất thăm hỏi một ngày một lần, phải rà soát lại nghiêm ngặt việc tuân thủ quy định của chính quyền các cấp. Các chuyên gia cũng cảnh báo hiện việc lây nhiễm đang tăng nhanh chóng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chỉ cần 2 tuần thôi, việc lây lan sẽ tăng chóng mặt nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ và nghiêm ngặt. Các chuyên gia cũng cảnh báo mùa đông dịch bệnh sẽ lây nhiễm khốc liệt hơn, nên phải có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc trên địa bàn. Các bộ ngành phải tổ chức đi kiểm tra các tỉnh, quản lý tốt các khu cách ly, phòng chống y tế trong trường học, khu lưu trú, khu du lịch và các cơ sở sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, nhằm triển khai các hoạt động đồng hành, chăm lo và hỗ trợ cho sinh viên, thanh niên, công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Tân Sửu 2021. Tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và hãng hàng không Bamboo Airways vừa tổ chức công bố chương trình Mang Tết Về Nhà năm 2021. Chương trình sẽ dành tặng hơn 1.100 vé máy bay khứ hồi, gần 2.000 vé xe ô tô khứ hồi và các phần quà ý nghĩa cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Ban tổ chức chương trình bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 năm 2020 qua hai hình thức. Các tỉnh, thành đoàn ra soát và xét chọn sinh viên, thanh niên và các sinh viên, thanh niên có nguyện vọng đăng ký thông qua hình thức trực tuyến tại địa chỉ mang tết về nhà .doanthanhniên.vn. Sau khi lựa chọn 3.000 sinh viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được về quê ăn Tết từ ngày 21 tháng 12 âm lịch và đợt 2 từ ngày 27-28 tháng 12 âm lịch. Dân số Việt Nam đang có xu hướng ngày càng già hóa. Theo dự báo, đến năm 2035, số người cao tuổi trên 75 tuổi ở Việt Nam sẽ tăng gấp đôi, đạt 5 triệu người. Và đến năm 2050, Việt Nam sẽ có số người cao tuổi tương đương với các nước có dân số già nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Nhưng điều đáng lo ngại nhất là hiện nay số người già có lương hưu ở nước ta còn rất thấp. Nếu trong tương lai điều này không cải thiện thì chất lượng cuộc sống của người già sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội. Thay vì ăn hưởng tuổi già thì ở tuổi 83, bà Trần Thị Nhỡ vẫn hàng ngày đi hái chè về sao bán lấy tiền nuôi sống bản thân. Mấy tháng gần đây do thời tiết nên chè cằn cỗi, mất nhiều công sao mà giá bán lại rẻ. Những lúc như thế, hai cụ lại dựa vào số tiền nhà nước trợ cấp 270.000 đồng một người một tháng để đong gạo. Được đồng nào thì tiêu đồng ấy chứ chả có gì mà thu nhập. Tôi mà yếu thì không biết sau này thế nào. Con cái nó ở xa, đằng đứa ở gần thì nó cứ đi làm thế này. Quan niệm những đứa con là chỗ dựa khi về già đang dần thay đổi khi xã hội phát triển. Ở các vùng nông thôn, phần lớn thanh niên và trung niên đều thoát ly ra thành phố làm việc, để lại người già và trẻ nhỏ. Thu nhập không có, cuộc sống của những người già ở lại chủ yếu phụ thuộc vào mảnh vườn, thửa ruộng. Lúc nào bí quá thì mới xin con cái. Có dám làm gì nữa mà tích lũy được. Cứ chăn con gà ăn qué thì là thả ra đấy rồi được đồng nào thì là để lo cho các cháu học hành. Thế còn ông bà ăn thì giờ không ăn được mấy cho nên là chả tích lũy cái gì cả. Cái đối tượng từ 60 đến 80 thì chiếm tỷ lệ khá lớn, đặc biệt là các hộ đấy thì bây giờ đang rơi vào cái tình trạng rất khó khăn do là mất sức lao động, cũng là cũng hay nữa là về thu nhập thì không có. Với những người trên 80 tuổi không có thu nhập, cuộc sống còn khó khăn hơn rất nhiều. Mức trợ cấp xã hội cho những đối tượng này hiện chỉ bằng khoảng 30% so với chuẩn nghèo thành thị và 40% chuẩn nghèo nông thôn. Số lượng người cao tuổi được chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội còn ít. Cơ sở vật chất tại các nơi này cũng còn thiếu thốn, chưa được quan tâm đúng mức. Trước tình hình đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ nâng mức hỗ trợ cho người già trên 80 tuổi từ 270.000 đồng một tháng lên 540.000 đồng một tháng. Bộ Lao động Thương binh Xã hội chúng tôi đang thực hiện sửa đổi cái nghị định 36 để trợ giúp cho các cái đối tượng bảo trợ xã hội. Thì nhóm người cao tuổi, đặc biệt những người trên 80 tuổi là một trong những đối tượng được hưởng cái chính sách trợ giúp từ nghị định 36 này. Và theo cái quan điểm chúng tôi là nâng cái mức trợ cấp tối thiểu lên cho người cao tuổi trong cái thời gian tới. Tính đến năm 2017, cả nước có trên 11 triệu người cao tuổi, chiếm gần 12% dân số. Trong đó có gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên, khoảng 7,2 triệu người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn. Người cao tuổi, người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo cao hơn bình quân chung cả nước. Do đó, việc nâng mức trợ cấp cho các đối tượng này là cần thiết. Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui đón Tết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình đã uống rượu bia không lái xe, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm virus COVID-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh trên các phương tiện giao thông hoặc địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Năm 2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đặt mục tiêu giảm từ 8 đến 10 điểm ùn tắc giao thông, trong đó sẽ đặc biệt lưu ý xử lý các điểm nóng gây bức xúc nhất. Theo Liên ngành Giao thông Vận tải và Công an thành phố Hà Nội, năm 2020, toàn thành phố còn tồn tại 34 điểm thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm, trong đó có 33 điểm chuyển tiếp năm 2019 và 1 điểm phát sinh quý 1 năm 2020. Theo chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đặt mục tiêu mỗi năm xóa 8 đến 10 điểm ùn tắc giao thông, hạn chế các điểm phát sinh mới. Trong năm 2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đặt mục tiêu xử lý các điểm ùn tắc Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, nút giao thông 361 Nguyễn Khang, điểm quay đầu Trung Văn Tố Hữu, lối vào đường vành đai 3 đoạn nút giao thông Bixi, nút giao thông Nghiêm Xuân Yên, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đường và Nguyễn Hữu Thọ. Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 8 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp và Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức tọa đàm chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Tọa đàm nhằm đánh giá sự cần thiết đưa ra các mô hình và giải pháp xây dựng hệ sinh thái phổ biến giáo dục pháp luật bằng ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới phải đảm bảo sự đổi mới nhằm thích ứng với việc chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Một trong những cách thức để chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là việc các bộ ngành địa phương cần phải chủ trì xây dựng dữ liệu câu hỏi và trả lời về lĩnh vực pháp luật thuộc quản lý nhà nước của bộ ngành địa phương đó và tích hợp vào dữ liệu chung của cả nước do Bộ Tư pháp quản lý để chia sẻ, dùng chung, phục vụ việc tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Những ngày gần đây, cùng với lực lượng bộ đội biên phòng trên dọc tuyến biên giới của tỉnh Quảng Ninh, công an chính quy tại các xã biên giới đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở. Khu vực biên giới xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, chỉ cần băng qua con suối nhỏ này là những người từ phía Trung Quốc đã có thể đặt chân vào nước ta. Dù chỉ có trên 10 km đường biên, nhưng nơi đây lại có nhiều đường mòn, lối mở. Ngoài các đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thì nhiều người Việt Nam đi lao động trái phép hoặc lấy chồng bên Trung Quốc do dịch bệnh cũng tìm cách về nước bằng con đường này. Cùng với hoạt động tuần tra kiểm soát, lực lượng công an đã phát động các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó mà nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Xuất nhập cảnh trái phép thì gọi là tuyệt đối thì không thể tuyệt đối 100% được, nhưng mà vẫn có hai vụ về qua địa bàn xuất bên kia đẩy về qua địa bàn chúng tôi kết hợp với công an xã, bộ đội biên phòng giữ lại bản mốc 13, bản Văn Tốc, hai bên biên giới cùng với phía bên Trung Quốc kia vẫn có quan hệ họ hàng thân tộc, và từ trước đến nay là các bên vẫn thường thăm thân và qua lại với nhau, nhưng mà hiện nay là do tình hình dịch bệnh nên chúng ta tổ chức tuyên truyền với quán triệt với nhân dân là không đi lại. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã thiết lập các phòng tuyến dọc khu biên giới nhằm tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Tại các phòng tuyến này có sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó biên phòng và công an làm nòng cốt. Công an thành phố Móng Cái đã làm tốt phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác điều tra cơ bản. Qua đó đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép. Trong số này có cả các đối tượng tội phạm là người Trung Quốc. Trong thời gian vừa qua, lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi thực hiện công tác phối hợp trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực và sử dụng các cái biện pháp phối hợp rất chi là linh hoạt và hiệu quả. Cùng với công an các đơn vị địa phương, công an tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Trong hoạt động chung ấy có đóng góp rất lớn của công an các xã biên giới trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là các dấu hiệu liên quan xuất nhập cảnh trái phép, đi đôi với xử lý kịp thời tin báo, tố giác của người dân có liên quan để phối hợp đấu tranh, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ là những người đảm nhận công việc nội trợ chính trong gia đình, nên việc thay đổi thói quen cho việc phân loại rác cũng như giảm thiểu sử dụng các loại rác thải nhựa có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chính từ việc thay đổi thói quen trong sinh hoạt hàng ngày sẽ hướng tới một nền sống xanh, thân thiện với môi trường. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng. Để khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc chung tay bảo vệ môi trường, trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào cuộc vận động 503 sạch, đề án 712 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong năm nay, Lâm Đồng là một trong hai tỉnh của cả nước cùng với Hải Phòng được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn thí điểm triển khai phát động chương trình Phụ nữ sống xanh, một lần nữa khẳng định sự quyết tâm của phụ nữ Lâm Đồng trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.